Thứ hai đó, đó là sự quán chiếu bằng tuệ giác. Nghe không phải bằng lỗ tai, mà nghe bằng sự quán. Quán á, là bằng tuệ giác, nó khác với là nhìn của con mắt. Nhìn của con mắt là lúc á, là bị mắt nhầm, ta thấy không rõ. Thiếu ánh sáng, ta thấy không xong. Góc độ á, là quá nhỏ như là dưới miệng miệng giếng thì ta không thấy toàn thể bầu trời. Cho nên cái phiến diện, rồi cái cận thị, viễn thị, loạn thị làm cho chúng ta phản ứng sai với bản chất của thực tại. Và ta nghe bằng sự quán chiếu thì lúc đó đó thì ta thấy rõ là ngũ uẩn dây không, và kết quả là độ nhất thiết khổ ách. Như vậy niệm cái quan âm lực lúc nào cũng hành trì, lúc nào cũng để tâm cái năng lượng quan âm hóa giải các hận thù bằng lòng từ bi và tự giác, thì lúc đó không có ma chướng nào có thể tồn tại một cách lâu. Kháng cự lại ma chướng thì ta dùng một cái lòng sân để chống lại một lòng sân, ta có thể thành công. Cũng giống như công thức là dùng một bạo lực, một bạo động lớn hơn để cưỡng và khống chế một cái bạo lực và bạo động nhỏ hơn, ta thành công tạm thời. Nhưng về lâu về dài nó dẫn đến các ức chế khác, và do vậy cái mắc xích của hận thù và bạo lực này vẫn tiếp tục diễn ra. Ví dụ là cha là mẹ, nếu có con em trong nhà đang giỡn chơi nó ồn ào quá mức, một người mẹ, người cha hay là ông bà có thể là: này tụi bay hãy im lặng để cho ba tụng kinh, để cho ba ngồi thiền. Chúng cũng sợ mà im lặng, nhưng ta biết rằng đó là một cái cưỡng lực lớn hơn để khống chế một cái ồn ào nhỏ hơn. Như vậy nó không phải là giải pháp. Ta chỉ cần gọi con em lại và nói rằng: con hãy yên lặng, vì đây là cái giờ phút rất là quan trọng. Con mình hiểu, nó cũng có thể yên lặng mà không cần phải cưỡng lực để kháng cự lại chung. Bây giờ ta thấy khi mà chủ nghĩa khủng bố nó có mặt trên khắp thế giới, cái phản ứng của các quốc gia là phải dấy khởi một cuộc chiến tranh chống khủng bố quốc tế trên cơ chế liên minh, dùng quân sự để diệt. Dĩ nhiên ta diệt thành công, như Hoa Kỳ đã thắng được Afghanistan và Iraq, nhưng cái ngấm ngầm của khủng bố vẫn có mặt khắp đây đó. Và cái hậu quả lớn nhất của cái việc mà kháng cự này chính là sự sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ 11 tháng 9 năm 2001. Đó. Như vậy ta thấy là cái chủ nghĩa bạo động đó, nó là một cái giải pháp tạm thời. Nó cũng cần thiết trong rất nhiều tình huống khác nhau. Khi mà những kẻ khủng bố đó đã không còn lắng nghe bởi sự tuyên huấn đạo đức nữa, thì lúc đó phải bảo sử chấn ma quân. Mà nói theo kinh điển nhà Phật Đại Thừa, công đức không nghĩ bàn. Thì lúc đó ta thấy cái giá trị trị liệu này chỉ là tạm thời thôi. Và nếu sau đó mà ta không tưới tẩm bằng những hạt giống từ bi để hóa giải hận thù đó, thì hận thù đó nó sẽ đeo núi mãi và nó tạo ra nhiều cái chứng duyên mãi mà thôi. Cho nên đó, trên tinh thần Phật dạy đó, thì Đức Phật không dùng cái phương pháp đấu tranh giai cấp để giải quyết cái vấn nạn của giai cấp. Đức Phật không sử dụng các phương tiện đấu tranh hận thù để giải quyết hận thù, mà Ngài khuyên chúng ta là dùng từ bi để hóa giải hận thù, thì hận thù đó mới có thể đến ngày kết thúc. Như vậy ma chướng nhiều thì ta phải thấy là con đường đi nó là đúng. Do đó ta không nản lòng sờn trí, mà ta phải nghĩ rằng là nhờ có ma chướng như vậy, chí nguyện và sự phát nguyện chúng ta mới lớn. Nếu không có những cái cảnh giới tù ngục khổ đau ở trên dương gian này, thì Bồ Tát Địa Tạng đâu có phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm bạn với cái thế giới giang hồ anh chị, để từ đó đồng hành và đồng sự, lễ hành đồng sự để giúp cho những ngày vượt qua được cái nghiệp cảm của họ, trở thành một con người tốt. Và nhờ có những nghịch cảnh như thế đó mà chí nguyện của Ngài Địa Tạng trở thành là kiên cường, không bao giờ có thể lay chuyển. Cũng tương tự như vậy, thông qua các thiên tai mà cái lòng từ bi nó được gieo rất khắp mọi nơi mọi chốn, chúng ta đã xóa bỏ được cái giới cách của tôn giáo, của phong tục, của tập quán, của địa dư, rồi của màu da, của sắc tộc, đến với nhau bằng bàn tay chăm sóc và thương yêu để giúp cho các nạn nhân này vượt qua được cái áp nạn của họ đang có. Đó là nhờ chúng ta có chí nguyện lớn, có lòng từ bi lớn, có đại hùng, đại lực, đại từ bi
đại hỷ, đại xả. Và do đó ta có được đại thành công là mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Trong khi đó, các tôn giáo nhất thần và hữu thần thường làm từ thiện có điều kiện. Cách làm điều kiện của họ là khoanh vùng cái khu vực nỗi đau có mặt, và họ thả các cái phương diện viện trợ kinh tế vào những cái khu vực đó và ưu tiên một cho những người theo đạo. Như vậy, ai muốn tiếp nhận các tặng phẩm và hỗ trợ phẩm thì điều đầu tiên là phải trở thành tín đồ của tôn giáo đó. Cho nên họ có một công thức: theo đạo có gạo mà ăn. Và câu này được hiểu một cách ngấm ngầm: ai không theo đạo thì chết, là mặc chết. Khổ thì mặc khổ, Chúa không cứu cho các con chiên ngoài đàn. Đây là cái điều được xác định rất rõ trong kinh thánh của các tôn giáo khác. Như vậy khi Chúa chỉ cứu con chiên ở trong đàn thì cái lòng bác ái đó là có điều kiện. Còn lòng từ bi của Phật giáo là không có điều kiện. Thành phần nào, ai thì cũng phải quan niệm giống như nhau. Trong lúc nỗi khổ niềm đau có mặt với họ thì ta phải cứu giúp bằng một cái tinh thần hết sức là không có mưu cầu danh vọng hay là cái nhân quả đáp ứng về sau này, chỉ phát xuất bằng một cái tâm vô tư như thế thì lòng từ bi mới có giá trị trị liệu một cách đến nơi đến chốn. Rất nhiều người được dụ theo đạo có gạo mà ăn, sau khi họ dựng được gia nghiệp rồi họ cũng từ bỏ đạo. Còn đạo Phật không hề dụ ai, thậm chí đến với đạo Phật còn cúng dường nữa, phải bỏ tiền ra nữa mà người ta vẫn theo, bởi vì cái giá trị minh triết của đạo Phật sâu sắc. Ta theo không phải vì ta mê tín cuồng tín ông thầy hay sư cô, theo vì ta thấy rằng là đời sống của họ đó được hạnh phúc, được làm mới, được bình an, được có giá trị nhờ ngọn đèn tuệ giác của đạo Phật chiếu soi, nhờ ánh đuốc của lòng từ bi dắt dẫn. Cho nên mỗi khi làm Phật sự, dấn thân làm lành hay làm các chương trình gì đó tốt mà ta gặp các khó khăn thì đầu tiên ta phải quán chiếu theo lời tâm niệm thứ tư của Hòa Thượng Diệu Hiệp, đó là xây dựng đạo hạnh thì phải kéo theo là gặp ma lực. Rồi ta phải sống ở trên ma lực như là chiếc thuyền cưỡi lên sóng mà đi thì ta sẽ thành công. Những người mà chơi trên sóng đó, họ chỉ có một tấm dáng nhỏ thôi, lượn theo cái sức gió để biến sóng trở thành một cái lực đẩy, tạo ra một cái bức tranh rất là đẹp và một sự thưởng ngoạn giải trí rất là ấn tượng, mà chỉ có những người phương Tây mới làm được việc này, và hầu như là cái dân châu Á là ít thích làm vì nó hơi mạo hiểm đấy. Còn là những người tu theo học Phật với cái điều tâm niệm thứ tư này đó, chúng ta còn lướt lướt trên sóng nó gấp trăm lần như thế, cỡ như sóng thần ta vẫn lướt được, chứ không phải là sóng cỏ con cấp 2, cấp 3 không ăn chung gì hết á. Cho nên là tu học Phật thì phải có một cái bản lĩnh chịu đựng trước tất cả các chướng duyên và thử thách của cuộc đời. Và khi mình có được một vị thầy hay là có được những vị xuất gia chân chính đang lướt sóng phiền não mà đi, đang lướt sóng nghịch cảnh mà thăng tiến, thì ta cũng đừng nên quay lưng với những vị thầy như thế. Thì quay lưng như vậy, ta làm cho đạo Phật bị dừng lại. Ma lực cuối cùng phải chào thua ta. Đó là điều mà ta phải tin. Nói tóm lại, trong hai điều tâm niệm 3 và 4 đó, ta thấy cái sở học nghiên cứu về tâm sẽ giúp cho mình tăng trưởng về đạo và hạnh. Đạo đó là cái con đường để đi, mà đi trên con đường của đạo thì ta có được cái hạnh, đó là sự thực tập. Ta có được đạo đức, đó là kết quả chuyển hóa. Ta có được tuệ giác, đó là thức ta được chuyển thành trí. Cho nên đi trên con đường đạo thì không có nỗi khổ, không có niềm đau, không có phiền não. Còn đi trên đường đời đó, chông gai, cam go, thử thách, chướng duyên, nghịch cảnh và nhiều phiền não khác lắm. Chính trị là con đường cam go nhất của cuộc đời, của đường đời. Còn tâm linh đó là đỉnh cao nhất của đường đạo. Và các nhà sư Phật giáo cần phải đi trên con đường tâm linh. Đây chính là sở trường của họ. Bỏ con đường tâm linh
mà đi trên con đường chính trị như là bỏ sở trường mà theo sở đoản, kết quả đạt được chẳng là bao. Và nếu không khéo thì những con người đi trên con đường chính trị đó sẽ bị các phương tiện, các đảng phái sử dụng như là một con cờ, như là một con lật đật để họ giật dây ở ngoài sao. Và kết quả là đạo Phật sẽ bị nát ra thành từng mảnh vụn, chống đối, vu khống, xuyên tạc, chụp mũ và tặng cho nhau, hoặc là nón cói, hoặc là nón sắt. Thì cuối cùng thầy chùa, thầy sư cô thay vì đội tam bảo thì trở thành người nào cũng có vô số các cái nón cói. Bởi vì cứ mỗi một lần làm Phật sự bị ma chướng là có một cái nón cói để đội rồi. Và trong cái thời gian mấy chục năm ở trên cuộc đời, nếu mà ta không có tâm buông xả được á, thì người đó nó có đến cả trăm cái nón cói, cái ngàn cái nón cói, có vô tỷ vô số nón cói. Thì nghiệp chướng nó làm cho người đó thất điên bát đạo. Cho nên khi gặp nghịch cảnh á, thì cái điều đầu tiên các nhà hành giả phải thực tập là buông xả, xem rằng mình không phải là đối tượng để người ta đánh hạ mình, mình không phải là nạn nhân của những cái cuộc đánh hạ đó. Ta là vô ngã, có đâu khổ và đau bám víu vào được. Và do vậy bao nhiêu cái vụ đánh, bao nhiêu cái vụ chụp, ta vẫn thản nhiên với niềm vui, với dũng tâm, với bản lãnh, với vô ý đi trên phía trước để thành công. Vì nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng đạo hạnh, chứ đâu phải để đi dẹp ma chướng đâu. Ta cứ đi làm xây dựng đạo hạnh, còn ma chướng họ quăng rác, họ quăng kẹp gai, quăng lựu đạn, quăng súng ống ở trên đường, ta tìm chỗ nào nó không có nổ thì ta đi, và cuối cùng ta đến chốn, còn ma chướng phải bị bỏ lại ở ngoài sau lưng. Và đây chính là hai điều rân nhất rất có chiều sâu của tổ Diệu Hiệp thông qua 10 điều tâm niệm. Bây giờ thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp, quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì. Xin cô nói lớn lên. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy. Con có một cái thắc mắc, đó là hiện giờ ở Việt Nam có hai giáo hội Phật giáo, và hai giáo hội này chống đối nhau kịch liệt. Thưa thầy, kể theo tinh thần lục hòa của Đức Thế Tôn dạy, các thầy có thể ngồi lại với nhau để hòa giải và tìm một hướng đi chung không? Phật tử chúng con rất là đau khổ thấy các thầy chia rẽ, và như vậy làm giảm uy tín của đạo Phật. Kính mong chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi câu hỏi đặt ra như là sự quan tâm cho cái tương lai của Phật giáo Việt Nam. Trước nhất phải xác định rất rõ là tông chỉ của đạo Phật đó, mô tả về bản chất của tăng đoàn là hòa hợp chúng. Và trong cái bài Tam Tự Quý Y đó, cái phần cuối cùng đó, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thống lý đó là nó xuyên suốt đại chúng, là nhiều giáo hội, nhiều tông môn, nhiều thành phần, nhiều người khác nhau, mà kết quả là không có bất kỳ một sự chướng ngại nào, trở ngại nào. Làm được như thế thì bản chất của tăng đoàn mới được phát huy, và lúc đó ta mới xem đó là một viên ngọc quý. Hiện nay đó thì Việt Nam ta có hai giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập.